tối qua 21 tháng 12 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình Hoa hồng đồng đội với những ngọn nến tri ân được thắp lên dành tặng cho các anh hùng liệt sĩ. Tham dự chương trình có ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Học viện Lục quân, thành phố Đà Lạt cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã nghiêm mình kính cẩn dâng hoa, thắp hương lên tượng đài nghĩa trang, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các thế hệ cha anh và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong công cuộc chiến đấu, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Nhật Nga, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ôn lại chặng đường 73 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, quân đội ta luôn kiên trung, vững niềm tin chiến đấu hy sinh, hiến trọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những năm qua, các cấp, các ngành và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa với gia đình người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Thông qua chương trình này, để mỗi người thể hiện lòng thành kính với công lao của các thế hệ đi trước, không tiếc máu xương vì quê hương, tổ quốc. Đây là cái dịp để là tri ân, tưởng nhớ và ghi nhận những cái công lao thành tích của cha ông đã đổ xương máu vì cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và cái này cũng là một những cái hoạt động thường niên mà của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng là tổ chức. Qua cái hoạt động này cũng là tuyên truyền cho thế hệ trẻ và thông điệp cho thế hệ trẻ rằng là chúng ta nãy sống ngày hôm nay là chúng ta cũng phải ghi nhớ và biết ơn những công lao những đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, để làm cái động lực để cho thanh niên có cái động cơ phấn đấu và xây dựng một cái địa phương và tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp. Trong không gian ấm áp thiêng liêng của nghĩa trang Đà Lạt, những ngọn nến lung linh, những nén hương thơm được thắp lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp của mọi người, đây còn là trách nhiệm của các thế hệ trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện ra sức học tập, công tác, xây dựng quê hương đổi mới. Chương trình này rất là linh thiêng và hàng năm thì em rất là vinh dự được đại diện cho trường được tham gia chương trình này, và qua chương trình Hoa hồng đồng đội này thì em cảm thấy là rất là tự hào về các anh hùng liệt sĩ ngày xưa. Tụi em tuy là tầng lớp sinh ra sau nhưng mà hàng năm thì được đi những chương trình như thế này thì cảm thấy rất là ý nghĩa và tự nhớ về các anh. Đối với thế hệ trẻ chúng ta hôm nay thì đây chương trình Hoa hồng đồng đội là một cái chương trình rất ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên hiểu được cái giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay và từ đó trân trọng thêm những cái công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Và thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay thì nguyện là theo gương anh tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm cho dân giàu nước mạnh, xứng đáng với cái niềm tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thầm mong là chúng ta luôn có một sánh đất nước, sánh vai cùng với các cuộc quốc năm châu trên thế giới. Không chỉ là dịp tri ân, chương trình Hoa hồng đồng đội hàng năm đã trở thành nét văn hóa tâm linh với mong muốn khơi dậy truyền thống yêu nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của các thế hệ hôm nay, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lịch sử dân tộc, đặc biệt là hiểu rõ những đóng góp vẻ vang, sự hy sinh anh dũng của mọi người